Rồi mình mới vừa lên trên chùa Châu Đốc Ba. Khá là đông người. Đây người ta có bán rùa, bán cá này. Bán chim, bán xanh. Bên hướng này còn đang xây dựng các bạn. Wow, chùa lớn quá. Rồi, chúng ta vào bên trong nha, tại vì trời đang rất là nắng. Đây có một cái hồ nước nè. Có một con rồng ở trên là có Phật Bà Quan Âm. Phía bên kia là chánh điện các bạn. Rồi mình lên trên chánh điện nha. Trời rất là nắng. Bên trong chùa mát quá. Chúng ta sẽ đi một vòng tham quan nha. Ở trong chùa thấy có những cái bàn là chùa đâu có cắm sơ cửa, hầu hết đều làm bằng gỗ, nhìn có vẻ rất là cũ kỹ, rất là xưa. Mình sẽ ra ngoài sau luôn. Ngoài sau là một cái gian thờ khác nữa. Wow, rất là đẹp. Thượng Đạt Ma Sư Tổ.
Vậy là mình đi hết một vòng rồi, giờ mình sẽ quay lại chi tiết nha. Mình đang đi một bên hông chùa chánh điện này, mình hông chánh điện của chùa. Các bạn thấy chùa được xây dựng khá là đẹp và uy nghi. Toàn bộ bên trong được bằng gỗ này, có những cái trụ rất là to. Nước này để người ta lau nhà. Bên trong nhiều bạn quá. Đâu? À, vết ba. Này có chén cổ nè. Liên hiệp các UNESCO Việt Nam, Việt Nam linh thiêng cổ tự, chùa Phước Long. Phật tử vào đốt nhang lễ Phật. Ở khu vực này mình thấy có bán đồ ăn hay sao rồi. Nước gì khác. Oh.
trong này mình thấy rất là nhiều bức tượng bằng gỗ, có bằng gốm đúc ra, có rất là đẹp. Wow, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đây là phía chánh điện, mà ở dưới cái phần chánh điện nằm tầng trên. Ở giữa là có một cây bồ đề nè. Rất là đẹp. Rồi bây giờ chùa Phước Long là chùa Châu Đốc Ba.
rồi vô tới bến đồ Lý Sơn. Rồi lên bến đồ này mình trở về cái chùa Hội Sơn rồi.